các vết nứt và khe nứt làm dấy lên lo ngại về sự tan vỡ có thể dẫn đến mực nước biển toàn cầu dâng cao nửa mét hoặc hơn thế nữa 20 năm trước. Một khu vực băng được cho là nặng gần 500 tỷ tấn đã đột ngột vỡ ra khỏi lục địa Nam Cực và vỡ thành hàng nghìn tảng băng trôi vào biển Weddell. Thềm băng Larsen B rộng 1.255 dặm vuông, 3.250 km vuông, được biết là đang tan chảy rất nhanh nhưng không ai có thể dự đoán rằng chỉ mất một tháng để tảng băng dày 200 mét tan rã hoàn toàn. Các nhà băng học đã bị sốc nhiều bởi tốc độ cũng như quy mô của sự sụp đổ. Điều này thật đáng kinh ngạc. Nó chỉ bị phá vỡ. Nó rơi xuống như một bức tường và vỡ ra như thể thành hàng trăm nghìn viên gạch, một người nói. Tuần này, các nhà khoa học băng nhóm họp tại New Orleans cảnh báo rằng điều đáng báo động hơn đang hình thành trên dải băng Tây Nam Cực, một lưu vực băng rộng lớn trên bán đảo Nam Cực. Nhiều năm nghiên cứu của các nhóm các nhà nghiên cứu Anh và Mỹ cho thấy rằng các vết nứt và khe nứt lớn đã mở ra cả trên và dưới sông băng Thwaites, một trong những sông băng lớn nhất thế giới. Và người ta lo ngại rằng các phần của nó cũng có thể bị gãy và có thể sụp đổ trong vòng 5 năm hoặc ít hơn. Thwaites làm cho Larsen B trông giống như một viên băng. Nó lớn hơn gần 100 lần, tương đương với kích thước của nước Anh, và tự nó chứa đủ nước để nâng mực nước biển trên toàn thế giới lên hơn nửa mét. Nó đóng góp khoảng 4% mực nước biển dâng toàn cầu hàng năm và được gọi là sông băng quan trọng nhất trên thế giới, thậm chí là sông băng ngày tận thế. Các nghiên cứu vệ tinh cho thấy nó đang tan chảy nhanh hơn nhiều so với những năm 1990. Thwaites là điều đáng lo ngại, nhưng có nhiều sông băng lớn khác ở Nam Cực cũng rút đi, mỏng dần và tan chảy khi Nam Đại Dương ấm lên. Nhiều người đang bị kìm hãm vì Thwaites hoạt động như một nút chai, chặn lối ra biển của họ. Nếu Thwaites tan rã, các nhà khoa học tin rằng những người khác sẽ tăng tốc độ, dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ tảng băng và mực nước biển toàn cầu dâng cao đến vài mét. Liệu họ có thể sụp đổ nhanh chóng hay không là một trong những câu hỏi quan trọng nhất của thời đại. Mực nước biển đang tăng nhanh. Tốc độ gia tăng hàng năm hơn gấp đôi, từ 1,4mm lên 3,6mm từ năm 2006 đến năm 2015, và ngày càng gia tăng. Một vài mm một năm nghe có vẻ không nhiều, nhưng việc mất đi dù chỉ một phần nhỏ của Thwaites sẽ không chỉ giúp đẩy nhanh tốc độ này hơn nữa mà còn có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của các đợt triều cường. Nếu tất cả các sông băng ở Tây Nam Cực có bao giờ sụp đổ, không có thành phố ven biển nào trên thế giới không bị đầm lầy theo thời gian với cái giá phải trả cho cuộc sống và nền kinh tế. Sự đồng thuận của các nhà băng học từng là sẽ phải mất hàng thế kỷ nóng lên toàn cầu trước khi các sông băng có kích thước bằng Thwaites tan vỡ và sụp đổ. Nhưng sự mất mát nhanh chóng và bất ngờ của băng biển ở đầu đối diện của trái đất ở Bắc Cực, sự mất mát đột ngột của Larsen B mà hiện nay người ta cho rằng nó có thể xảy ra nhanh chóng ở Nam Cực, mất băng ở Bắc Cực hầu như không ảnh hưởng đến mực nước biển vì nó chủ yếu hình thành trên biển. Tuy nhiên, băng ở Nam Cực chủ yếu nằm trên đất liền nên bất kỳ sự tan chảy nào cũng làm tăng thêm mực nước biển. Thời điểm chuẩn bị cho thềm băng Larsen B đột ngột đến. Hiện vẫn chưa rõ Thwaites và các sông băng khác phản ứng với sự nóng lên toàn cầu, nhưng các quá trình vật lý toàn cầu lớn này đang được tiến hành và chỉ có thể được giải quyết bằng hành động toàn cầu. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau khi COP26 kết thúc ở Glasgow, cảnh báo rằng sông băng Thwaites dày 300 mét, rộng 50 dặm bắt đầu nứt vỡ đã vấp phải sự im lặng từ các chính phủ bận tâm bởi COVID-19 và sự trở lại của chính trị bình thường. Điều nguy hiểm là nhiều hành động được cam kết vào tháng 11 để giải quyết vấn đề nóng toàn cầu sẽ bị gác lại trong một năm nữa, để trở thành một nguy cơ nữa trong một thế giới ngày càng nguy hiểm. Thwaites nhấn mạnh rằng hệ thống sưởi và sông băng trên toàn cầu không chờ đợi các chính trị gia, và hành động giảm khí thải hàng năm bị trì hoãn chỉ làm tăng thêm thảm họa toàn cầu. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!